Xin chào tất cả các bạn đến với kênh sản phẩm ngày hôm nay của Thành Lâm Media. Hôm nay clip có một chút đặc biệt hơn là mình đang nói qua một chiếc mic mới tại Thành Lâm Media. Chiếc mic này bên mình đã tuyển chọn rất là nhiều để chọn ra chiếc mic tốt nhất cho khách hàng của mình với combo khi mà mua một chiếc loa Bluetooth có thể kết nối được với cái bộ mic này và cái bộ sao càng này để hát karaoke. Thì đây là cái bao bì của nó. Tuy nhiên thì bây giờ mình đã bóc hộp ra ngoài này rồi nên là mình không muốn để trên bàn nữa để gây nó sẽ bị lộn thuộm, và mình sẽ đi trực tiếp vào cách sử dụng và review chất lượng của nó như nào luôn. Mình sẽ cất cái này xuống. Nhìn thấy cái này không? Alo. Như các bạn nhìn thấy ở đây ấy, thì chúng ta sẽ có 3 thiết bị. Một là chiếc loa, là trung tâm chất lượng âm nhạc của mình. Chiếc loa này các bạn mua tại Thành Lâm Media để hay có nhu cầu nghe nhạc để khi đi chơi, khi nghe nhạc ở gia đình. Tuy nhiên thì có một cái rất là hay nữa trong clip này đưa đến, đấy là có thể kết nối để hát karaoke bất cứ nơi nào, bất cứ khi ra sao với một chất lượng rất là tốt luôn. Thì nó gồm hai thiết bị chính là chiếc mic này. Chiếc mic này thì nó sẽ đi kèm với lại cái cục này để nó phát wifi và thu tín hiệu. Còn cái bộ livestream audio interface này, có nghĩa là cái bộ sao card. Thì bộ sao card này có nhiệm vụ chỉnh âm, chỉnh tất cả mọi thứ khi mà mình ấy. Bộ sao card này có thể nhỏ gọn và pin khá là nhiều. Các cổng của nó thì gồm những cái cổng này để kết nối với những cái cổng này để kết nối với lại điện thoại khi livestream. Cổng này để kết nối với headphone thì có thể cắm trực tiếp với loa luôn. Cổng này là cổng thu mic đầu vào thì mình sẽ cắm trực tiếp vào đây và thu Bluetooth vào đây. Còn điện thoại thì sẽ là kết nối Bluetooth với cái cục này. Rất là đơn giản, rất là dễ dùng và rất là gọn. Nên là mình thấy đây là một bộ có thể giúp anh em thỏa mãn được cái nhu cầu hát karaoke bất cứ nơi nào với chiếc loa Bluetooth của mình. Loa nào cũng được các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ review sẵn cái này luôn. Bây giờ mình sẽ để cho một người bạn của mình tại cửa hàng Thành Lâm Media hát một bài karaoke với bộ mic này. Đấy luôn. Nó có rất là nhiều phím chức năng ở đây các bạn nhé. Ví dụ mà MC này. Alo, 1, 2, 3, 4. Âm bát, âm set, chỉnh được hết. Các âm để livestream rất là hấp dẫn khi mà dành cho những người mà hay livestream để bán hàng cũng ok luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiết mục, em chọn một bài trước đi. Bài nào em thích hát nhất là được. Chưa bao giờ chụp quần. Trên thị trường hiện tại thì có rất là nhiều bộ mic hát karaoke với bộ loa Bluetooth như này. Tuy nhiên thì với giá cả của nó thì cũng khá là tầm từ 500 đến 800 nghìn cũng rất là nhiều. Nhưng mà theo như mình khuyên thì nên dùng một cái bộ trọn vẹn như này thì hát chất lượng hay hơn rất là nhiều. Bởi vì nó có cái chỉnh chất lượng âm thanh đầu ra đầu vào nó rất là chuyên dụng. Và có thể dùng cho nhiều chức năng khác như livestream, bán hàng, hát karaoke khi đi chơi. Chọn bài bắt phát đi. Xong rồi. Xong rồi. Và bây giờ là tiết mục karaoke để review cái bộ loa này. Rejoice, tóc mềm xuống ngược quỷ hương nước hoa. Ok. Hơi bé nhỉ. Để những dấu yêu sẽ không phai mờ.
lên đầm lòng ra riêng. Nếu không nói ra làm sao biết mình không lớp sau ngàn đêm những nỗi lòng anh chắc chưa lâu nay em đâu nào hay biết hoàng hồn tấm nắng hay vì anh không hiểu được em giật tan bao nhiêu dấu lối ta. Biết được rõ chất lượng của cái bộ mic này và cái loa này kết hợp với nhau như nào. Thì các bạn có thể đến cửa hàng số 1 Vọng Đức của Thành Lâm Media để trải nghiệm cái sản phẩm này và đặt hàng ngay tại website của bên mình, hoặc là gọi tới số hotline bao nhiêu em nhỉ? Hoặc là đặt trực tiếp vào số hotline trên website của bên mình. Sản phẩm này hiện tại đang có giá là 1.400.000 và khuyến mãi dịp Giáng sinh này còn 1.200.000 khi mua combo với lại loa. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau. Xin chào.